Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Rồi, hôm nay là cuối tuần thì mình sẽ trai tháp hệ rừng. Và sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài team chúng ta sẽ sử dụng để leo tháp hệ rừng và tháp hệ người ma ánh sáng. Thì về cái team mà leo tháp hệ rừng này các bạn và tháp hệ người ma ánh sáng thì nó vẫn tuân theo cái nguyên tắc của tháp hệ thú và tháp hệ sát thôi các bạn, đó là chúng ta sẽ có một team do hải cẩu ngũ cực làm hyper carry gánh team, hai team còn lại sẽ do những cái con tướng khác của hệ combine các bạn. Rồi, có thể nói key user của cái team mà còn lại thì chúng ta sẽ có một team thì kẹp chung với con awakening solai, nhưng mà solai tầm này thì nó sẽ không đủ sức để cho nó gánh đam của một team đâu các bạn, chúng ta cần những con tướng khác đi kèm, ví dụ thì có khi là sẽ là con Elrin, có khi là Awakening Lika và có khi là Sorus. Còn team còn lại thì chúng ta sẽ có cái con con phượng hệ rừng, con phượng hệ rừng, cái con mà của nhà chim tinh á, đứng giữa đội hình đó các bạn, cùng với Sorus hoặc là cái con Aeron, giống như bạn đã thấy ở đây, có tập trung với con Beth là sẽ làm gánh một team các bạn. Rồi, về cái team mà team đi chung với con hải cẩu gực, đó là một dạng là team cù nhây. Chúng ta sẽ lắp vào một team cù nhây, do team hệ rừng thì có nhiều kiểu cù nhây. Có thể chúng ta sẽ lắp cù nhây như đội hình các bạn có thể thấy ở đây. Cũng có thể chúng ta sẽ lắp cù nhây là bao gồm có thêm cả con Taxi các bạn, hay là con Nemora. Nemora để hôn mơ hoạt đối phương, và con Taxi để hó xanh đối phương và để biến ảnh nhảy qua nhảy lại để làm cho đối phương không thể tiếp cận được vào mình các bạn. Rồi, mình sẽ đổi chỗ này thành cái con Nemora để cho cái con múa lửa nó quay sang, nó tự hại team của nó các bạn, và để cho câu kéo thêm thời gian để con hải cẩu nó làm việc. Vẫn thua ha. Đối với cái team hệ rừng này thì mình đánh giá cái team mà kẹp chung với con hải cẩu ngũ cực, đặc biệt là đối với những bạn nào mà chưa có con Awakening Lika thì nó khá là cực. Tại vì cái độ cù nhây của cái team hệ rừng các bạn nó phụ thuộc vào rất nhiều những cái con tướng trong team, phụ thuộc vào độ may mắn khi ra kỹ năng của rất là nhiều con tướng trong team, đặc biệt là con Taxi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ thử điều chỉnh đội hình để cho cái team này nó đủ lực để cho nó qua nha. Team cù nhây của bên hệ rừng thì trai rất là cực, đánh giá nó còn thua cả cái team cù nhây bên hệ thú các bạn. Bên hệ thú thì team cù nhây của nó cái độ hiệu quả nó còn ngon hơn cái độ hiệu quả của cái team cù nhây hệ rừng này. À, múa lửa nó bị Taxi hố xanh mất tiêu rồi, nó chưa kịp đá vào team của nó thì đã bị Taxi hố xanh. Hải cẩu ngũ cực rất mạnh ha, vừa mới ra tung chiêu một phát thì gần như toàn bộ đối phương bên kia đã bị đá văng. Chúng ta sẽ try và chúng ta sẽ thử nhiều lần để Taxi còn sống, cho con hải cẩu nó có đủ thời gian để cho nó gây đam là được. Hải cẩu xuống một lần nữa em. Wow, cái con phía bên kia chiến tuyến có cái con Thali pháp sư điên cuồng, nó khá là khó chịu khi mà nó có thể bật miễn tử của mình lên và không ăn đam đến từ con hải cẩu. Ăn đam lần hai hải cẩu rất là tốt rồi, nhưng mà xui quá con kia vẫn còn miễn tử và con xương vẫn còn miễn tử, không thì mình đã có một cái easy win rồi các bạn. Chúng ta cùng try thử một lần nữa, không được thì mình lại điều chỉnh đội hình. Các bạn thì copy team không phải là lúc nào chúng ta cũng sẽ có một cái trận chiến mà giúp chúng ta có thể chiến thắng dễ dàng đó các bạn. Chúng ta cần phải điều chỉnh phù hợp với team của chúng ta nữa. Đặc biệt là ở đây thì Awakening Lika mình không có, đó mình cần phải điều chỉnh team để chúng ta có một cái kết quả nó khác hơn các bạn. Ồ, vẫn là còn con Thali với lại cái con kẻ đáng ghét kia. Con Thali nó miễn tử các bạn. Mặc dù đã bị lô xanh nối dây nhưng mà vẫn còn sống được. Trâu bò thế. Ok, mình sẽ lại điều chỉnh đội hình thì các bạn, chúng ta cho thử vào cái con Nevanthi đứng phía sau để cho nó gia tăng thêm cái khả năng hồi máu, chống sốc đam cho cái con Mishka của mình nó trâu thêm xíu xem sao. Mishka đang gồng đam của một đám và chúng ta cùng đi. Vẫn là Thali với cái việc là một cân năm. Tháp hệ rừng này khá cực các bạn ha. Khi mà mình không có bệ tướng đủ đầy thì nó sẽ khá là vất vả. Ở đây thì nó bật cái chiêu lên kìa, né đòn. nó bật cái chiêu lên, nó trưởng đi cả team mình. Chắc là mình phải cho vào cái con tướng key user đó qua cái ải này, đó là Awakening Lika, mặc dù không muốn lắm các bạn. Để mình thử lại lần cuối. Ồ, cái ải kia cái con Thali sắp chết kìa. Để mình thử lại vài lần nữa, nếu mà không được thì mình sẽ cho cái con key user cần thiết để cho cái ải này win vào, đó là con Awakening Lika nha. Không được thì chúng ta bắt buộc phải cho cái con tướng mà người ta đã chỉnh vào. Đầu tiên thì mình sẽ cho cái con Awakening Lika chưa có
full VIP Pro của mình vào. Chưa có full VIP Pro mình vào với cú bắn sao rơi. Ồ, ngon. Nè, Văn Thi đang trâu đường xíu, vẫn vậy các bạn, vẫn vậy. Rồi, mình sẽ cho vào cái sự lựa chọn full option ở Wagon Lika. Em ấy đã chạy né và bắn cái đoạn cuối cùng, win các bạn ha. Tháp ở rừng này hiện tại mình đang trai thì nó cực gần so với cái tháp hệ thú, là tại vì thiếu qua kình Lika. So với bạn, nó gần so với tháp hệ người ma ánh sáng. Người ma ánh sáng thì mình thiếu có Athen, còn bên tháp hệ rừng này thì chúng ta là thiếu qua kình Lika. Mình trai nó khá là cực. Solai thì tự tin gánh một team rồi, bạn chỉ cần cho nó thời gian cùng với những con khác thì chúng ta sẽ có một cái easy win. Team này thì win dễ thôi các bạn, tại vì ngưỡng sức mạnh tất cả các thành viên trong team đều là đủ đầy, đặc biệt là con trí hay rừng kia kết hợp chung với con sâu rớt ấn số 10 bên kia thì team này sẽ làm cái easy win thôi. Cái khó nhất khi mình trai team hệ rừng bây giờ chính là cái team mà team cụ nhây các bạn. Team cụ nhây của cái team hệ rừng này khi kết hợp chung với con hải cẩu gực nó thật sự không ngon. Đây là đánh giá của mình nha. Còn team cụ nhây của bên này kết hợp chung với con hải cẩu của gực ngũ gực thật sự nó không ngon. Rồi, như vậy thì chúng ta đã review 3 team của tháp hệ rừng. Bây giờ thì mình sẽ sang review 3 team của tháp hệ người ma ánh sáng. Về tháp hệ người ma ánh sáng này thì chúng ta sẽ có một team là xoay quanh cái con Athen. Nhưng mình phải nói chuyện nâng một xíu. Tại vì Athen của mình không có nên mình hiện tại đang cho Athen vào đóng vai trò như là support. Tại sao mình lại nói cho con Athen vào đóng vai trò như support các bạn? Tại vì con Athen của mình hiện tại gần như không có, do đó thì mình sẽ cho cái con Athen vào đóng vai trò như là một con support vậy các bạn, để cho nó hỗ trợ boost thêm cái kỹ năng thức tỉnh là mạng gió của mình lên cho team. Chứ còn cái con Athen tầm này thì nó sẽ không có quá ngon để cho nó đứng và nó làm được nhiều vai trò như là nó vốn có bạn ha. Đó là hyper carry và gánh đội chính. Ska thì mình sẽ cho mang cái hai sao này, cái hai sao của con này hoặc là cái hai sao này. Ska thì sẽ mang cho mai sao, của Athen thì nó chủ yếu là để cho nó tăng thôi các bạn. Chúng ta có thể lắp cho nó một cái món để cho tăng thêm lực chiến nha. Tăng lực chiến thôi chứ không hẳn là cho để nó gây đam chính đâu bạn. Rồi mình sẽ lắp vào món bộ sưu tập xịn cho con Bulmer. Cùng đó là bộ sưu tập cho con Lucius và một cái bộ sưu tập cho con Rowan. Cố gắng không đụng tới những bộ sưu tập của những con mà cái user các bạn trong những team PvP. Size của tụi nó đâu, chúng ta cần phải chỉnh lại để cho nó có đủ sức mạnh để cho nó đi PvP cho đã. Rồi, hầu thì mình sẽ lắp cái cánh vậy lấp lánh đi. Và GY của chúng ta có thể lắp một món này, không thì phải liệm của Dura. Liệm nó luôn các bạn, con tướng này sắp tới thì mình sẽ tiễn em ấy đi. Rồi và đây là team cù nhây của người ma ánh sáng, cũng tương tự như bốn cái tháp hệ còn ba tháp hệ còn lại các bạn. Các bạn sẽ có một team kẹp chung với con hải cẩu và mình hay kẹp chung với con Jerome nè, xong rồi con tướng người lùng và cái con Rosa cùng với con Gwai thì ở đây thì chúng ta sẽ không tận dụng cái sức mạnh của nó bởi những mũi tên bắn đâu các bạn. Chúng ta chỉ có tận dụng cái mũi tên sấm sét của con Gwai để chi. Mình tận dụng chủ yếu là cái khả năng mũi tên sấm sét của con GY để cho nó CC thêm cái địch, câu kéo thời gian cho con hải cẩu làm việc là chính. Còn ở đây thì mình lắp cái con Athen vào để cho nó boost cái mạng gió lên cho team là chính. Cùng với đó là nó sẽ nhảy vào CC cái con carry phía bên kia chiến tuyến một xíu, gọi là quấy rối một xíu các bạn, chứ còn cái vai trò gây đam của nó thì cực kỳ no hope nha. Ở team này mình thử điều chỉnh cái con bét, chúng ta sẽ cho vào cái con nhện nấm ma. Chúng ta sẽ thử cho vào con nền nấm ma và chúng ta cùng thử. Tầm này nếu con Athen vẫn no hot thì mình sẽ lấy ra và cho vào một con khác. Mặc dù mạng gió vẫn còn trên đầu nhưng mà nó... Rồi, ok, chúng ta sẽ cho vào một con tướng khác. Thì còn con nào ngon hơn Athen các bạn, chúng ta có thể nhốt bớt một mục tiêu đối phương khi sử dụng con Poker. Nhắc lại tháp hệ người ma ánh sáng thì chúng ta sẽ có 3 team làm carry. Một là team cụ nhây đi chung với cái con hải cẩu ngũ gực. Hai là con Scarlet để gánh team. Tại vì mình không có Athen các bạn. Thường thường thì người ta sẽ kết hợp cả hai con Athen và con Scarlet, mình không có thì mình sẽ kẹp một mình con Scarlet đi. Còn team thứ ba là sẽ xoay quanh con Awakened Miranda. Đây là ba team của tháp hệ người ma ánh sáng.
Và chia buồn nếu mà bạn nào mà chúng ta không có cái con mà con Athen á, thì tháp hệ người mai ánh sáng của chúng ta sẽ có một cái kết cục rất là bi thảm, tại vì chúng ta sẽ thiếu carry rất là nặng các bạn. Sika thì nó có thể gánh gồng được carry của một team nhưng mà khá là vất vả, nói chung là khá là khổ đó bạn, nhưng mà vẫn chơi được nhưng cái khổ chúng ta cần phải try khá là nhiều lần để mình lại điều chỉnh, mình cho cái con Henrik của mình nhảy về bảo kê ai vậy, bảo kê con Rowan à. Cho nó vào để nó bảo kê con Ska thì lại nhảy vào bảo kê con Thoran. Rồi đi nè, win nè. Giờ chúng ta sẽ nhìn Rowan solo với lại con Thoran. Chơi nè. Chơi tới Tết cũng chưa chết luôn các bạn. Kéo dài thời lượng trận chiến tới vô tận chúng ta cũng sẽ không có cái win. Rồi mình sẽ lại điều chỉnh đội hình một xíu và mình sẽ cho vào một con tướng khác để xem con Illo của chúng ta boost thêm giáp thì có đủ giúp cho team mình chống chọi hơn không. Chắc là không nổi rồi các bạn. Ở đây thì chúng ta đang bị chi phối bởi cái con Thali phía bên kia chiến tuyến rất là khó chịu. Mình xem còn con nào ngon hơn thì mình sẽ lôi ra và kéo về để cho support cho cái con GY các bạn nha. Rồi, mình sẽ cho EST về để cho nó đá thẳng mặt vào con Thali kia. Sút. Ồ. Bút thêm được một xí sát thương cho Ska rồi xong anh ta cũng đi. Đảo vị trí cho con tướng của chúng ta nhảy vào nó đá con Odin, đá đá sút đá sút đá sút sút sút. Ska đã chọi được một lần. Rồi Ska đi. Bên kia còn có con Thorn nó rất là khó chịu. Chúng ta quay lại sang cái bên này nè. Thôi để mình đổi cái con bét cho con Ska nè. Chúng ta sẽ dùng cái con vương miện băng. Xem thử khi mà chúng ta đổi con vương miện băng thì Ska như thế nào. Việc mà chúng ta không có đủ tướng thì nó vất vả như vậy đó các bạn. Nếu mà có đủ tướng thì chúng ta sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Cho vào vương miện băng đóng băng toàn bộ phía bên kia. Chúng ta có cái lượt đầu của con Ska khá là mượt. Lượt 2. Chủ yếu là giờ lượt này nè. Ska bị Thali nó chọi chết thì coi như là xong. Ok, chúng ta đã win. Win được một trận nó vất vả cỡ đó các bạn. Và cái team này mình thề với các bạn luôn là mình không dám xài cái chức năng gọi là copy đội hình luôn các bạn. Lý do mình không muốn xài cái chức năng copy đội hình đơn giản là nếu mà mình lỡ mình xài chức năng copy đội hình thì phải điều chỉnh là rất là cực. Nó không có đi theo cái khuôn của mình được tại vì con Athen của mình nó chưa đạt được cái ngưỡng sức mạnh đủ đầy. Hôm rồi thì chúng ta mượn được cái con Adian và Ailee khá là ngon nhưng mà rất tiếc là đợt đó mình không có cày. Nên là tháp hệ ma ánh sáng hiện tại đang còn trên trên cái ngưỡng gọi là ngưỡng trên mây các bạn. Và cái team mà có vẻ như khó nhằn nhất vẫn là cái team Ska này, thì mình sẽ thử team này win trước và mình sẽ thử team khác sau. Rồi. Em Vương Miện Băng làm rất tốt vai trò của mình khi mà đóng băng toàn bộ mục tiêu và tạo cuộn trống cho con Ska của mình gây đam và CC toàn bộ khi địch. Nhưng mà nó là con carry chính, nó mà bị hiệu là gần như tất cả các thành viên còn lại nó cũng sẽ không có đam để kết liễu mục tiêu các bạn. Rồi bây giờ sẽ là con mới vô đã thua rồi. Rồi cái ải này nếu mà chúng ta không muốn thua thì mình sẽ điều chỉnh một xíu về cái bộ sưu tập của con GY. Chúng ta sẽ mang cho nó cái vải liệm của Dura để chống bị CC. À, con GY này chủ yếu là chúng ta sẽ lấy khả năng CC của nó thôi. Bắn mũi tên sấm sét để cho nó CC kẻ địch phía bên kia chiến tuyến. Ồ mà bên kia nó làm gì lẹ quá ta. Từ từ bạn, bạn làm gì mà lẹ quá vậy? Từ từ để mình nhìn mặt bạn xíu chứ bạn. Ủa cái gì vậy? Thậm chí nó còn không cho mình cái cơ hội nhìn mặt đối phương luôn các bạn, chơi vậy đó. Chơi gì ai chơi lại. Ồ có vẻ như team cái team cù nhây của người ma ánh sáng này là cái team tệ nhất luôn rồi các bạn. Thậm chí nó còn 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 thua cả cái team cù nhây của bên hệ rừng khi lúc nãy các bạn khi mình trai các bạn thấy cái team hệ rừng nó chết lên chết xuống với bên kia. Giờ sao mà đối đầu với con Odin được ta? Rồi bắn được phát nào? Một phát CC. Ok chơi được nè. CC được một khúc, câu được một xíu thời gian cho con hải cẩu. Con Jerome đã dựng được cái chiêu. Con Jerome phải đấm được xuống đất các bạn, nó đấm được xuống đất thì may ra. Nó mới sống được, nó không đấm được xuống đất thì coi như nó đi. Ok vẫn được, vẫn win. Chúng ta thử với Abel của mình phải cân kèo với cả đám phía bên kia thật là tội nghiệp. Toàn là những cái địch hung hãn không các bạn. Một phát Abel mình đã nện tất cả đi và chìm hai phát. Thôi, hơn là em ấy mạnh các bạn, em ấy mạnh.
Em ấy mạnh, em ấy có quyền làm gì nhau, làm gì nhau bạn đi. Hên là con Abel của mình vẫn đang rất là mạnh và chứng tỏ cái độ uy tín của mình, nếu không thì nó đã đi rồi đó. Rồi, một chọi nữa là win. Ok. Không xài được cái chức năng copy team, do đó thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn các bạn. Nhưng mà điều chỉnh thì chắc là cũng được ha. Rồi, mới vào con Erin nó nhảy vào nó gặt ngay cái con Gwai của mình, không kịp ú ớ được tiếng nào luôn các bạn. Đó là sức mạnh con Speed Boy đó các bạn nha. Vừa nhảy qua cái tự nhiên cái thấy nó bốc màu mất tiêu. Rồi chúng ta sẽ dùng cái con thử team Scar này trước. Với sự hỗ trợ của viên vương miệng băng mình nghĩ là nó ổn. Rồi đã đóng băng toàn bộ mục tiêu phía bên kia và đang bị Scar chọi làm choáng rồi. Xong win. Combo này ngon các bạn. Cái con mà con Bulmer sẽ boost thêm phóng đại sát thương chí mạng cho Scar, cùng với cái con EST sẽ boost đam thêm cho ẻm. Chỉ có cái con Belinda là hiện tại đang hơi thiệt thòi, được mỗi con Rem. Con Ren chứ các bạn, nó support ha. Rồi. Ok, cơ bản thì trên đây là ba team mình sử dụng để leo tháp hệ người mang ánh sáng, và ba team mình đang sử dụng để leo tháp hệ rừng. Hôm nay là cuối tuần, dự sẽ là một ngày là mình sẽ try map tụt quần để chúng ta kiếm vé lấy về một con Lavatun kẹp chung với con Abel trong team TS, và chuẩn bị sẵn sàng cái vé ngắm đền để chúng ta chuẩn bị cho một cái con tướng Awakening tiếp theo của hệ. Của hệ tiếp theo sẽ xuất hiện các bạn. Nó sẽ có một con Awakening mới. Và đó là bước chuẩn bị của mình để chờ cái con Awakening tiếp theo của hệ thú hoặc là hệ rừng. Có thể là sẽ hệ rừng đủ vé để lấy anh đồng các bạn. Hy vọng là Awakening Aeron hay Awakening Seurus nó sẽ không làm mình thất vọng nha. Rồi, chọi lần nữa đi Ska. Rồi Ovin. Ê, Ska kết hợp chung với con vương miệng băng ổn các bạn. Rồi chúng ta đến với team cuối, đối đầu với pháp sư điên cuồng và cái con Rosa. Đấm xuống, đấm xuống, đấm xuống, đấm xuống. Nào, Jerome đấm xuống. Jerome của chúng ta đã trụ được, tầm này thì mình sẽ win. Ê, 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 ê. Xếp một tí nữa, xếp một tí nữa bạn đi đi là vào khịa rồi các bạn. Anh thành cả những cái mô mình trước quốc, nói câu trước câu sau trước quốc á. Hên, 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 hên. Hên không nữa là bị đi đi khịa, khịa tới chết rồi. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn có một cuối tuần thật là vui vẻ. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Bye bye.